Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với series cùng học React của chúng ta. Thì trong tập trước chúng ta đã hoàn thành xong cái việc đấy, khi chúng ta ấn vào cái nút delete này thì công việc cần làm nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ bị xóa đi. Thấy chưa? Và chúng ta refresh thì tất cả công việc sẽ quay trở lại. Ở trong tập này thì mục đích chính của chúng ta sẽ là thêm vào một cái gọi là input ở đây, một cái khung ở đây để người dùng có thể gõ vào một cái công việc mới, ví dụ việc 4 chẳng hạn, việc 1 2 3 4 5 gì đấy. Và khi người dùng ấn nút là thêm vào công việc đấy thì là cái việc 1 2 3 4 5 nó sẽ xuất hiện ở đây. Ok. Thế thì trước khi bắt tay vào cái công việc chính đó thì là chúng ta sẽ vào cái file header.js này và chúng ta sẽ cho một chút style vào đây để cho cái header vừa rồi của chúng ta, cho cái header nó trông nó đẹp hơn tí. Ở đây chúng ta mới chỉ có cái h1 là việc cần làm thôi, nhìn trông nó hơi xấu. Và muốn làm điều đấy chúng ta sẽ ghi là header style này sẽ bằng với cả, mình sẽ gõ nhanh, background sẽ là 333, color sẽ là thằng FFF, text align sẽ là center và padding sẽ là 10 pixel. Nhớ là mình nhắc lại cái này, đấy là khi các bạn gõ CSS ở trong file JS, trong file React Component thì có hai việc cần chú ý. Thứ nhất là chỗ này không bao giờ được phép là text align theo cái kiểu mà các bạn gõ ở trong file CSS nữa, mà các bạn phải viết theo kiểu là camel case. Và thứ hai đấy là giá trị của nó thì các bạn cũng không thể viết theo kiểu bình thường như này nữa, none hay là inline block trong CSS được nữa, và các bạn phải đưa nó vào trong một cái string, thấy chưa? Sau khi viết xong cái header style này rồi thì chúng ta đưa vào trong cái style sẽ bằng header style. Đây là cú pháp như thường lệ của JSX mà mình đã nói ở trong các cái tập trước rồi. Chúng ta thử quay lại xem trông như thế nào. Đấy thì bây giờ trông nó đẹp đẹp hơn tí. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào công việc chính ở trong tập này. Đấy là chúng ta sẽ phải có một cái nơi mà người dùng có thể add to do, tức là thêm công việc cần làm vào. Thì nói về mặt component thì chúng ta sẽ phải tạo một component mới là add to do, và chúng ta sẽ đưa nó vào làm component con của cái to do store này. Ở chỗ này sẽ người dùng sẽ là một cái khung để cho người dùng, một cái form để cho người dùng có thể gõ cái input của người ta vào để thêm cái công việc đấy. Thế đưa vào code thì nó sẽ thế nào? Trước tiên là chúng ta phải tạo một cái component mới, chúng ta sẽ phải tạo file, chúng ta sẽ gọi nó là addTodo.js. Ở trong file này thì chuyện này thành React nữa nha. Đương nhiên nó là một React component thì chúng ta sẽ phải import React from React. Và chúng ta sẽ sử dụng props. Tí nữa có thể ngay bây giờ, không có thể không phải ngay bây giờ, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ sử dụng, là chúng ta sẽ import prop types from prop types. Ở trong cái component chính thì chúng ta sẽ có là constant add to do sẽ bằng, chỗ này sẽ là props, giống như là mình đã nói ở trong cái to do item này đấy. Tí nữa sẽ truyền props từ to do này xuống add to do nữa. Thế nên là chúng ta sẽ làm giống như ở trong đây, chúng ta sẽ ghi props ở đây, được chưa? Và sẽ là một cái hàm mà nó sẽ trả lại cái giao diện là như sau. Nó sẽ phải là một cái form để cho người dùng điền cái công việc mới vào, đúng chưa? Nên là chúng ta sẽ ghi form, bỏ cái action đi, chúng ta không cần action, tại vì tất cả những cái action này sẽ được thao tác thông qua React, nên là chúng ta không cần phải ghi cái action cổ điển của HTML nữa. Ở trong form này chúng ta sẽ phải có một nơi để người ta điền cái công việc người ta cần làm vào, thì rõ ràng nó phải là một cái input và dạng của nó sẽ là text, chưa? Name ở đây chúng ta sẽ dùng là title, và ID thì chúng ta không cần thiết, chúng ta có thể bỏ đi. Tuy nhiên chúng ta cần một cái gọi là placeholder. Cái này vẫn hoàn toàn đây chỉ là cái thuần HTML thôi. Placeholder sẽ là thêm việc. Ok, xong cái input rồi chúng ta cần phải có một cái nút để cho người dùng ấn vào thì nó sẽ thêm cái công việc mà người ta vừa dùng, vừa ghi vào trong cái input bên trên, đúng chưa? Thế thì ở trong form thì muốn có nút thì chúng ta sẽ phải có một cái là input 2.submit, thì nó sẽ ra là input type bằng submit. Value ở đây sẽ là thêm. Đó.
Và một cái nữa, thôi cứ để cái này đã, xong rồi chúng ta sẽ làm sau với cái đấy. Và do bên trên chúng ta đã import prop types nên là bây giờ chúng ta cứ viết sẵn luôn. Okay, add to do chấm prop types sẽ bằng một cái object ở trong này chúng ta chưa có gì cả. Nhưng tí nữa chúng ta sẽ chuyển xuống từ component mẹ là to do. Và như thường lệ chúng ta sẽ export default add to do. Export xong rồi chúng ta phải import nó vào đâu? Chúng ta như chúng ta đã nói đây, chúng ta sẽ import nó vào todo.js. Thế thì chúng ta sẽ import add to do from add to do. Import xong rồi thì chúng ta phải đưa nó vào cái nơi mà chúng ta sẽ render nó ra. Thế thì nó phải nằm giữa cái chỗ này, add fragment. Nhập fragment thì chúng ta chỉ cần đưa cái add to do vào thôi. À, nó sẽ hiển thị ra ngay. Chúng ta quay lại cái giao diện đấy thì chúng ta đã có thêm một cái khung ở đây. Chúng ta sẽ có thể thêm việc vào đây, việc 4 chẳng hạn. Đấy, xong rồi chúng ta ấn vào nút thêm. Nhưng bây giờ nó chưa làm gì cả. À, nó vẫn load tại vì đây là ở trong cái HTML, tại vì đây là kiểu dạng là submit mà nên là nó, page nó vẫn sẽ load, nhưng mà chúng ta tí nữa chúng ta sẽ thay đổi cái này. Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái phần code này. Trông cái này nó hơi xấu nhỉ. Trông cái format trông nó hơi xấu nên là mình sẽ style nó đi một chút vào cái add to do, và chúng ta thêm một chút style vào trong này. Chúng ta sẽ có constant add to do form style, đây là cái style cho cả cái form. Thì chúng ta sẽ dùng là display flex. Những cái mà nó hiện lên vừa rồi là guide nhá, nó là cái extension guide của mình. Nếu các bạn muốn cài thì các bạn cài về. Hình như nó là cái này đúng không? Guide autocomplete for Python and JavaScript. Đấy, các bạn có thể đào cái này về. Nó rất là tốt cho Python và JavaScript. Ok, quay lại. Chúng ta sẽ quay lại với cái đống style của chúng ta, constant. Sau đấy là cái form style, về chúng ta sẽ có cái input style. Input style sẽ bằng là flex thì bằng 10 đi, và padding sẽ là 5 pixel. Thêm một cái nữa đấy là constant add to do submit style sẽ bằng là flex sẽ bằng 1. Thế nào nó lại hiện ra ngay ở đây, tải thế. Một cái nữa đấy là ở chỗ cái input type mà bằng submit này thì là chúng ta sẽ thêm một cái class vào đây. Nếu mà ở trong tập trước các bạn theo dõi thì mình đã có ở trong cái file app.css thì mình đã paste cái này vào, đây là chấm btn, tức là các cái class mà có giá trị là btn thì nó sẽ có các cái css như vậy, có cái style như vậy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái style đấy vào đây. Chúng ta thông thường chúng ta sẽ ghi là class bằng btn đúng chưa. Tuy nhiên ở trong đây cái class này là một từ khóa đặc biệt của React, thế nên là chúng ta không thể sử dụng class được nữa ở trong cái HTML được nữa. Nó như kiểu là React bảo các bạn là rất là xin lỗi, ta đã sử dụng cái class này cho cái thư viện của tao rồi, chúng mày không thể làm gì với cả cái class này được nữa. Thế nên bây giờ nó bảo là chúng mày phải thay đổi nó thành một cái khác, và cái khác đó là class name, được chưa? Tức là React bảo là khi nào mà mình muốn viết class vào trong HTML thì thay vì là dùng class như cũ, thì tại vì bây giờ class ta đã lấy mất rồi, mà hãy dùng class name bằng btn, được chưa? Mình control s save nó vào, thì bây giờ cái nút nó sẽ như thế này. Đấy, trông nó đẹp đẹp hơn tí. Và đương nhiên là mình phải quay lại và mình đưa những cái này vào trong cái form của mình. Thì đây là add to do form style, mình sẽ đưa nó vào form style sẽ bằng add to do form style. Tiếp theo là input, thì đây sẽ là style sẽ bằng add to do input style. Và sẽ là tiếp theo đấy là cái input này sẽ có thêm là cái style là add to do
submit style. Thế này có vẻ không ấy lắm nhỉ, tại vì đây đã có class rồi mà lại còn có thêm cái style này mà nữa. Có lẽ là mình sẽ xóa cái này đi, mình sẽ chỉ ghi flex là bằng 1 ở cái class là btn này thôi. Đây chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ thêm vào đây là flex bằng 1. Sao thêm flex bằng 1 thì không được nhỉ? Hay là phải là string? Nó không phải. À nhầm. Flex 1 được, nhưng mà đây phải là dấu chấm phẩy. Ok. Rồi, giờ chúng ta quay lại. Thì đây thì nhìn cái khung nó đẹp hơn rồi. Cái khung nó sẽ trải dài toàn màn hình và cái nút thêm nó to hơn tí. Ok, bây giờ chúng ta sẽ... Để chúng ta khi mà chúng ta gõ vào như này, chúng ta ấn nút thêm thì nó vẫn chưa làm cái gì cả. Thì chúng ta sẽ handle cái này, chúng ta sẽ tiến đến cái việc là xem cái chức năng của cái đoạn này sẽ như thế nào. Thế thì khi mà chúng ta gõ vào đây ABCDF thì là mỗi khi chúng ta gõ như vậy nó thì là cái component này, cái HTML ở trong cái chỗ này nó sẽ có một cái mà chúng ta có thể gắn vào đây một cái listener. Chúng ta có thể gắn vào đây, nếu như lúc nãy chúng ta ở trong to do item chúng ta đã có on change, on click thì ở đây chúng ta cũng có một cái là on change ở đấy. Thì mỗi khi mà chúng ta gõ xuống một ký tự thì cái on change này sẽ là một cái listener để nó lắng nghe là mỗi khi bạn gõ vào một ký tự thì ở phần code của chúng ta sẽ làm gì. Thì chúng ta sẽ phải gọi một cái hàm ở đây. Mình sẽ gọi nó ngay là change title. Tí nữa chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta gọi nó change title. Thì cái hàm đấy như thế nào? Constant change title sẽ bằng cái hàm này, nó sẽ có cấu trúc như sau. Khi mà các bạn gọi ký đặt một cái gọi là listener là on change, một cái thao tác để lắng nghe vào trong cái input này, mỗi khi mà người dùng gõ vào cái gì thì gọi hàm change title lên thì ok rồi. Nhưng bây giờ mỗi khi mà có một cái listener như vậy thì là nó sẽ ngay lập tức nó pass một cái gọi là event. Tức là cái event này là một cái object và nó sẽ chứa tất cả những thông tin của cái thao tác từ phía frontend, từ phía giao diện đến từ phía người dùng. Tức là thực chất rằng là chỗ này các bạn có thể như thế này đấy, trông nó sẽ như thế này nhưng mà các bạn không cần phải viết hẳn hoa là event như này, tại vì nó sẽ được tự động đưa vào cái hàm này theo dạng là tham số. Đây là kiểu của React nó vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta có thể lấy được ngay cái event nó ra mà chúng ta không cần phải truyền tham số vào đây, tại vì event này nó ngay lập tức nó được đưa vào khi mà các bạn gọi cái listener là on change này lên trên cái HTML là input này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái event này nó là cái gì. Và cái mục tiêu của chúng ta ở đây là chúng ta phải biết được rằng là cái giá trị mà người ta gõ vào là cái gì, đúng chưa? Thế thì chúng ta sẽ console.log ở đây. Và ở trong cái event này có một cái mà nó sẽ cho biết rằng là người dùng đã thao tác lên cái bộ phận nào, thì nó gọi là event.target. Ok. Rồi chúng ta quay lại frontend. Chúng ta thử gõ một chữ vào đây xem sao, chữ A xem sao. Đấy, thì cái console.log event.target nó ra cái này. Rất là nhiều thứ. Tuy nhiên mà cái mà chúng ta quan tâm ở đây sẽ là value. Đấy, chúng ta đã lấy được chữ A rồi, chúng ta thử đánh vào là ABC xem sao. Đây là cái console.log cuối cùng đây. Chúng ta lại đi vào event.target và tìm tới cái là value. Đấy, thì nó là ABC. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cách là chúng ta sẽ lấy cái string mà người dùng gõ vào là gì, cái công việc người dùng gõ vào là gì, nó sẽ là event.target.value. Chưa? Đấy, A, B, C, D. Đấy, thì chúng ta đã lấy được cái đấy ra rồi. Đây, chúng ta sẽ phải sử dụng cái thông tin này như thế nào. Thì muốn sử dụng thông tin này, chúng ta phải có một cái gì đấy để lưu lại cái này. Khi mà người dùng ấn vào, nếu mà các bạn vẫn chỉ cần
event.target.value thì ở đây khi mà người dùng ấn cái nút thêm này vào thì khi đấy cái thao tác của người dùng nó lại ở trên cái nút thêm, nên là khi đấy cái event.target.value của các bạn nó sẽ là chữ thêm này. Chứ nó không phải rằng là cái chữ ABC mà người dùng, ABCD mà người dùng gõ vào nữa. Đó, đây, nó không phải cái chữ ABCD mà người dùng gõ vào nữa. Thế nên là phải có một cái gì đấy để lưu lại cái giá trị ABCD này trong cái component này. Thế thì muốn lưu lại một cái giá trị thì là chúng ta lại quay trở lại sử dụng một cái mà chúng ta đã dùng từ nãy đến giờ, đó gọi là cái trạng thái. Thì chúng ta muốn lưu lại cái dòng chữ đấy của người dùng, chúng ta sẽ sử dụng đấy là constant title. Tại vì chúng đây sẽ là cái title của cái công việc mà người dùng sẽ thêm vào mà, đúng chưa? Đấy, thì title, và đương nhiên là phải có một cái gọi là set title, thì sẽ bằng là useState. Thế trạng thái ban đầu của cái này là gì? Trạng thái ban đầu của cái field, cái trường này, khi mà mình ấn refresh ở đây, cái trạng thái ban đầu của nó là chả là cái gì cả. Thì ở trong cái code của chúng ta, trạng thái ban đầu nó cũng sẽ chỉ là một cái chuỗi trắng, không có cái gì cả. Và muốn sử dụng useState thì chúng ta phải import cái useState này vào. Mình đã import cái này vào rồi. UseState. Chúng ta phải lưu nó vào như thế nào? Thì bây giờ mỗi khi người dùng gõ vào, chúng ta phải sử dụng cái hàm là set title để mà lưu lại cái giá trị event.target.value này vào vào cái title của chúng ta, đúng chưa? Thế thì chúng ta sẽ thay cái console log ở đây là bằng set title. Ok, save. Ta phải gõ làm sao? A, B, C, D. Và chúng ta đi vào cái component. Component của chúng ta là F2Do. Cái component này là cái React DevTool mình đã nói ở trong hình như 2 tập trước rồi đấy nha. Đây thì F2Do của chúng ta có cái state của chúng ta là ABCD. Đấy, thế là rất là chuẩn rồi, đúng chưa? Thì đấy là cách mà chúng ta sẽ lưu lại. Và tí nữa chúng ta sẽ phải sử dụng cái giá trị là title này để mà chúng ta thêm cái công việc đấy, truyền nó lên trên cái to-dos này. Thì đấy là công việc của tập sau. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.